Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ 3 chị anh live tại studio của Kitchen Art. Và chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là trứng. Thực ra trứng rất là bổ và có rất nhiều vitamin. Một quả trứng tổng cộng có đến 13 loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Mỗi quả trứng có 6g protein, rất tốt cho những người đang muốn giảm béo và tập để lên cơ. Ngoài ra thì trứng cũng rất tốt cho những phụ nữ đang có thai và kể cả cho trẻ em trên 6 tháng cũng bắt đầu có thể ăn lòng đỏ trứng để bổ sung lượng sắt rất cần thiết. Hôm nay thì chị anh muốn nói về kỹ năng luộc trứng cho từng độ chín khác nhau. Đầu tiên thì chúng ta phải chọn trứng ngon và tươi. Vì vậy, khi mua trứng về thì các bạn cố gắng ăn trong vòng 3 đến 5 ngày. Còn nếu bạn để ở tủ lạnh hơi lâu và không còn chắc chắn là trứng mình còn tươi hay không, bạn có thể thử thả trứng vào cốc nước lọc, cốc nước lã, lạnh. Nếu trứng chìm xuống đáy thì có nghĩa là trứng tươi. Nếu mà trứng nổi hoặc là hơi nổi, thậm chí nằm hơi bị nghiêng nghiêng thì cũng là dấu hiệu là trứng bắt đầu không còn tươi nữa. Đó là lý do, đó là do trong quả trứng sẽ, trứng càng già thì sẽ càng có nhiều không khí ở trong quả trứng và khi đó sẽ làm cho trứng nổi lên. Rồi, sau đó bạn có trứng tươi, khi luộc trứng, chúng ta sẽ phải căn giờ. Đây, quay sát vào đây. Ở đây chị anh đã luộc sẵn 6 quả trứng theo từng độ dài khác nhau, 3 phút, 5 phút, 7 phút, 9 phút, 11 phút và 13 phút. Trung bình thì nếu bạn muốn ăn trứng lòng đào rất lỏng thì bạn nên luộc 3 đến 5 phút. Còn nếu bạn muốn ăn lòng đỏ chín hoàn toàn thì có thể luộc từ 9 đến 11 phút trở đi thì sẽ chín hoàn toàn. Và bây giờ chị anh sẽ... giây phút căng thẳng. Chị anh sẽ cắt thử các quả trứng này để mọi người xem độ chín của lòng đỏ. Bây giờ mình sẽ cắt 3 quả 3 phút nha. 3 phút là còn rất là lỏng. Đó. Các bạn có thể thấy là lòng đỏ ở đây vẫn còn quánh lỏng, nhưng lòng trắng thì đã chín. Kiểu trứng thế này rất hợp để ăn sáng, rắc một ít muối lên và chấm bánh mì, rất là ngon. Tiếp theo là trứng 5 phút. Vẫn còn mềm. Các bạn có thể thấy là lòng đỏ ở 3 phút lỏng hơn, 5 phút thì quánh hơn một chút. Đó, vẫn là ở mức độ có thể chấm bánh mì. Tiếp theo là 7 phút. Đây, chị anh hay thích ăn độ chín như thế này. Đó là chín sáp, tức là lòng đỏ đã chín nhưng vẫn còn một cái độ độ dính, độ sáp nhất định, không quá khô. Và tiếp theo là 9 phút. Quả này hơi to. Đấy, các bạn có thể thấy là quả này đã chín hoàn toàn này. Và cũng không còn độ sáp nữa. Đây là chín, hoàn toàn là chín, chín khô đó. 11 phút chắc cũng vậy. Và cuối cùng là 13 phút thì chắc chắn là chín tương tự. Đấy. Và như vậy các bạn cứ ghi nhớ là muốn ăn lòng đào lỏng thì luộc 3-5 phút. Còn muốn ăn lòng đào sáp thì luộc 7 phút và 9 phút trở ra thì sẽ là chín hoàn toàn. Các bạn cũng lưu ý là khi luộc trứng, đầu tiên ta sẽ bật nước cho nồi nước sôi. Sôi rồi mới thả trứng vào và ngay sau khi thả trứng thì hạ bếp xuống nhiệt độ thấp nhất để liu riu, lửa liu riu và sau đó có thể bấm thời gian như là dùng đồng hồ quả trứng này có bán tại Kitchen Art.
Đó, bạn có thể dùng đồng hồ để căn giờ và căn đúng 3 năm, 7 phút, 9 phút như vừa nói. Hoặc nếu bạn không tự tin căn giờ thì cũng có thể dùng một cái dụng cụ gọi là dụng cụ căn chứng. Ở đây có những cái mức độ chín hot, tức là chín hoàn toàn này, medium là chín vừa như là 97 phút lúc nãy, và soft, soft là lòng đào còn lỏng. Dụng cụ này bạn cũng có thể mua tại cửa hàng của KitchenAid. Ngoài việc luộc trứng bằng nước sôi, bạn cũng có thể hấp trứng. Hấp trứng thì có thể dùng vỉ hấp cho vào nồi, đổ nước khoảng 2 phân trong nồi. Khi nào nước sôi lên thì thả trứng vào vỉ hấp và cũng tiếp tục căn giờ y như là thời gian chị em vừa nói. Luộc trứng trong vỉ hấp thì có ưu điểm là trứng không dễ vỡ và nứt hoặc là bị phòi lòng trắng trứng như là khi mình luộc trong nước sôi. Nhiều khi nước sôi khiến cho trứng bị va đập vào nhau, nên khi bạn muốn luộc một lúc khoảng 10 quả hay 12 quả thì tốt nhất là luộc trong một vỉ hấp. Trứng rất là bổ nên nếu ta luộc nhiều thì có thể chia làm nhiều bữa, mang đi học rồi là ăn ở nhà, hoặc là nếu trứng bạn bóc không được đẹp, bạn có thể băm nhỏ ra rồi trộn với mayo và kẹp vào sandwich. Vậy đó là tất cả những bí quyết về luộc trứng hôm nay mà chị anh có. Hy vọng các bạn thích xem các tiết mục live của KitchenAid cũng như của chị anh, và tiếp tục theo dõi Facebook của KitchenAid. Bọn mình mỗi ngày đều có công thức, video chia sẻ về nấu ăn, về những mẹo làm bếp cũng như về dụng cụ làm bếp. Đồng thời bọn mình cũng có trang web để bạn có thể mua trực tuyến, đó là store.kitchenaid.vn, Instagram là kitchenaid.vn. Cần gì nữa nhỉ? Đó thôi, follow KitchenAid. À, bạn có thể đăng ký nhận newsletter KitchenAid để nhận công thức về hàng tuần. Và đừng quên mua tạp chí Teapot của KitchenAid nữa. Bye bye!